trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Whisky, em tới nhà rồi, cảm ơn Quynh nhiều. Quynh muốn ngày nào cũng nhìn thấy muội. Quynh lại nói lời hồ đồ rồi. Nè, cuộc thi mùa thu năm nay Quynh có tham gia không? Đối với khoa cử Quynh vốn không có hứng thú. Cha Quynh đã sắp đặt cho Quynh xong rồi. Trước tiên đến dưới trướng tướng quân Tàn Quốc Phan làm việc 2 năm, sau đó đi học tay vụ. Nhưng mà Quynh thực sự không muốn rời xa muội. Sao Quynh có thể nghĩ như vậy được? Muội đã hứa hôn với Tiêu Cổ Nham nhà họ Tiêu rồi, chẳng phải là Quynh không biết? Muội nói vậy nghĩa là sao chứ? Là đám cưới trẻ con à? Tôi nói cho muội biết, Tiêu Cổ Nham cưới em gái tôi rồi, sau đó lại cưới muội, lý nào như vậy? Hơn nữa, lúc còn nhỏ chúng ta chơi trò thành thân, muội đã đồng ý rồi, nói thì phải giữ lời chứ. Đó bất quá chỉ là lời thoại trong một đoạn kịch thôi, Quynh đừng cho nó là thật. Muội nói là Quynh tin, Quynh coi đó là thật. Hơn nữa, Tiêu Cổ Nham rời Tuyền Châu về quê ở Hồ Nam đã mấy năm rồi, hẳn đang ở đâu không biết được, muội còn thành hôn với hắn gì chứ? Nhưng muội nghe nói Quynh ấy đã trở lại Tuyền Châu rồi. Mà còn mấy ngày trước, cha Quynh ấy sai người đến nhà muội nói chuyện hôn sự xong rồi đó. Thật sao? Sĩ Kỳ Quynh, muội đi đây. Năm năm sau. Tiểu sư phụ. A Di Đà Phật. Xin hỏi hòa thượng Phương Trượng có nhà không? Bổn tự trước mắt không có Phương Trượng. Vậy ai làm chủ à? Xài tiền không giữ tiền, giữ tiền thì không xài tiền. Xài tiền là trụ trì, giữ tiền là quản chúng. Quan nào to chứ? A Di Đà Phật. Người xuất gia không như chức vị có cao thấp của người tại gia. Nhưng tôi nghĩ người mà quý vị muốn tìm thì nên đi về phía bên tay trái, chính là căn phòng bên cạnh cây cổ thụ đó. Cảm ơn sư phụ. Nè, đi thôi. Thằng nghịch tử này chắc thật sự muốn đoạn mạng mạch họ Tiêu của chúng ta đây. Lão già bớt giận, không biết trong thư nhị đệ ta nói mấy năm nay nó ở quê lại thích đọc những cuốn sách của Phật giáo. Có một lần nó đến Hoành Sơn không chịu trở về. Nhị đệ ta lo sợ nó có ý nguyện xuất gia nên mới đưa nó về đây gấp. Nó đâu rồi? Tiêu già đi với phu quốc Tiêu già đến chùa Khai Nguyên. Đến chùa Khai Nguyên làm gì? Chẳng lẽ nó thật sự muốn xuất gia? Sư phụ à, con muốn thỉnh giáo với ngài. Một người muốn xuất gia phải chăng là rất khó? Nói khó bèn khó, nói dễ mà thì rất dễ. Sao chứ? Quynh à, Quynh muốn xuất gia thật sao? Phu quốc à, không phải là chuyện của đệ. Không phải là chuyện của đệ à? Lão già, Tiêu già năm nay 17 tuổi rồi, có thể cho cậu ấy kết hôn chưa? Ý ông muốn nói để nó thành thân sớm hả? Đúng. Tiểu thư họ Điền hiền hậu đoan chánh, tiểu thư họ Đàm lại thông minh lanh lợi. Có hai người vợ đẹp như hoa như ngọc này sống cùng, Tiêu gia nhà ta nhất định sẽ bỏ đi tâm niệm xuất gia. Đây cũng là một cách hay. Ông lập tức đi đến chùa Khai Nguyên tìm để về đây cho ta. Dạ được, tôi sẽ đi ngay. Chà, Dinh quản gia đến rồi. Minh Tâm Pháp Sư, gần đây ngài vẫn khỏe chứ? Khỏe, vẫn khỏe. Tôi luôn ăn ngon, ngủ yên, có gì là không tốt đâu. Mời Dinh quản gia ngồi. Không cần đâu. Thiếu gia, lão gia đang chờ cậu về gấp đó. Minh Tâm Pháp Sư, vị này chính là công tử của Tiêu lão gia. Ngài biết cậu ấy là con trai duy nhất của Tiêu lão gia đó. Rất quý. Phải rồi. Tiêu lão gia kêu tôi mang đến 50 lượng bạc cúng dường cho chùa để đắp vàng cho tượng Phật và tượng Bồ Tát. Ngài nhận cho. Công đức vô lượng. Tiêu công tử, mau cùng người nhà trở về đi. Con đường của cậu đi sau này còn dài lắm. Dạ được rồi, chúng tôi xin cáo từ. A Di Đà Phật. Đi đi,
Cổ Nham à, năm nay con đã 17 tuổi rồi. Tục ngữ nói nam nhi thập ngũ lập đại chí, con cũng phải nên hỏi vợ thôi. Cha đang định chọn một ngày gần đây cưới cho con hai cô vợ, con nhà Điền và nhà Đàm. Hả? Cái gì? À, trai lớn lấy vợ, thành gia lập nghiệp là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, hôn sự của hai nhà này đã được đính hôn từ lâu rồi, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Không được đâu. Ở cha, chuyện đó là không được đâu. Làm sao vậy? Con còn rất trẻ, con muốn học thêm vài năm nữa Rồi hãy lo chuyện thành hôn. 17 tuổi, không còn nhỏ nữa đâu. Thành thân xong rồi vẫn có thể học hành, khảo thủ công danh mà. Thành gia xong rồi, tất nhiên phải mệt mỏi vì thê tử con cái, tình dục, phiền não danh lợi trói buộc. Như vậy làm sao được? Con nói hồ đồ cái gì vậy? Quyết định như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt. Cha, chuyện này không thể được đâu. Bất luận thế nào cũng không thể hại Điền Đàm hai vị cô nương đó. Hại hai vị cô nương à? Con hãy nói rõ cho ta biết xem nào. Cha, nếu như bây giờ con cứ hai cô đó về đây, sau này ác phải chịu cảnh phòng không suốt đời. Như vậy thật là tội nghiệp của hài nhi đó. Cái gì? Con phải con thật sự muốn xuất gia tu đạo à? Cha, xin tha lỗi cho hài nhi bất hiếu. Người dám! Cha, ngày nay trong xã hội đầy dẫy giết chóc, tai nạn liên tục, hài nhi đối với công danh lợi lộc, danh vọng được mất không hề hứng thú. Nghịch tử! Con không tận hiếu đạo làm người, bội tổ quên tông. Chỉ cần ta đây còn hơi thở, ta tuyệt đối không đồng ý cho con đi xuất gia. Người đâu? Cha ơi, cha đừng ép buộc con, bằng không con trốn đi đó. Đem cái thằng nghịch tử này nhốt trong thư phòng cho ta. Cha không được sự cho phép của ta, cha, thì không được đi cha ra ngoài. Cha không được làm vậy đâu. Cha không được cưới vợ cho con. Cha không được cưới vợ cho con. Cha thằng nghịch tử này, ta tuyệt đối không để mày đoạn tuyệt hương khói nhà họ Tiêu của ta đâu. Lão gia, Tiêu gia chỉ nhất thời hồ đồ thôi, xin ngài đừng. Lão gia chú ý sức khỏe chứ. Lập tức chọn ngày lành, phái người đến phủ Điền với phủ Đàm nói chuyện ngay. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Dạ. Xin Điền lão gia dừng bước, xin dừng bước. Cao từ. Nè, đi. Dinh quản gia. Ê, đây chẳng phải là Điền thiếu gia sao? Cái này là... Đây là lễ đính hôn tôi mang tới họ Điền. Chút nữa còn tới nhà cậu đó. Đến nhà tôi làm gì vậy? Tiêu gia và chúng tôi cùng Điền tiểu thư, Đàm tiểu thư quyết định mùng 8 tháng sau kết hôn. Đại hỷ, cậu nói phải không? Phải, đại hỷ. Tiêu gia, cậu làm việc đi, tôi còn có việc. Nè, đi, tôi đi nha. Cao tử, xin quản gia, ông đi thông thả. Tiết ha, chúc mừng. Tứ à đâu, suốt ngày khùng khùng điên, lại có chuyện gì vui nữa đây? Hãy tên mang lại đến hôm tới, nghe nói ngày cưới của tiểu thơ và tiêu công tử quyết định vào ngày mùng 8 tháng sau, chuyện này không phải là đại hỷ sao? Coi kìa, đỏ mặt rồi. Tứ à đâu, tôi muội vui kìa. Không phải em chuẩn bị xuất giá đâu, em vui cái gì chứ? Có người á, miệng không nói ra, chứ trong lòng vui lắm đó. Tứ à đâu, còn nói nữa ta giả miệng đó. Mẹ, đừng vậy mà, đừng vậy. Mẹ, làm thế gia. Nghe anh. Sĩ Kỳ Quyên, Quyên đã tới. Tiểu thơ. Tiểu thơ. Tứ à đâu. Ủa, theo qua sao? Em thiêu đẹp lắm. À đúng rồi,
những thứ hôm qua muội định mua. Quỳnh đã mua cho muội rồi nè. Quỳnh chu đáo quá, cảm ơn Quỳnh. Quỳnh thương muội thật lòng mà, muội không nhận ra sao? Quỳnh thật lòng thương muội, Quỳnh muốn cưới muội. Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh đừng nói những lời như vậy nữa. Ngày cưới của muội và Tiêu công tử đã được định rồi. Hai chúng ta cũng được coi là hai trẻ vô tư thanh mai trúc mã. Lúc còn nhỏ muội đã hứa là sẽ lấy Quỳnh, sao bây giờ lại trở mặt? Muội đã nói với Quỳnh rồi mà, đó bất quá chỉ là lời thoại trong một đoạn kịch thôi. Trời ơi, nghe anh, muội không biết đó thôi. Tâm tư của Cổ Nham vốn chẳng phải ở chỗ nam nữ yêu nhau, muội lấy nó sẽ không có hạnh phúc. Hạnh phúc không hạnh phúc gì chứ, lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai, tuổi tác đã tính xong rồi, sao có thể nói đổi là đổi? Nhưng muội không thể không lo lấy hạnh phúc của mình. Quỳnh mau về đi, để người khác nhìn thấy thì cho rằng muội là người như thế nào. Nhìn thấy thì nhìn thấy, sợ vậy chứ? À, tiểu thư không xong rồi, không xong Tử rồi. Tử A Đồ, làm sao vậy? Ngoài cổng có mấy tên vô lại đang lớn tiếng la lối ở đó, nói là đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng. Ồ, lại là bọn họ. Đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng. Lại là bọn vô lại này, muốn chết sao? Này, Shiki, ta không muốn chết đâu, mà ta chỉ muốn tiền thôi. Có giỏi á, cứ đánh bên này nè, rồi á, cứ đá bên này nè. Ngươi, đại gia ta hôm nay chuẩn bị sẵn rồi, đó, đá đi. Quỳnh nói đi, cần bao nhiêu tiền? 1 lượng bạc. Cứ vô lại này. Đây nè. Được rồi, cút đi. Không sao đâu. Ê, ta nói rồi mà, tiểu đương tử này là một người rất thông minh. Sau này đại ca ưu hội tình ta, các đại gia ta là bộ không thấy. Ngươi còn nói ta sẽ đánh chết ngươi. Shiki à, Shiki. Ngươi còn nói nữa. Shiki à, đi ngủ, tiểu lục mình đi. Đi. Nè, đừng mà. Hai người như vậy phải đánh nó. Mỗi không đánh nó sẽ như vậy đó. Thôi bỏ đi. Nga anh à, cha. Bao phụ. Sao vậy? Không, không có gì đâu, là mấy người ăn xin thôi. Không sao đâu, đi thôi cha, đi thôi. Đi. Nghe anh, nghe anh. Một không làm, hai không nghĩ. Ê, cái này được đó. Ê, tiểu đương tử, tiểu đương tử. Đứng lại. Ê, ngươi muốn chặn đường bóc lộ hả? Chưa từng thấy đưa tiền rồi lại muốn cướp lại hay sao chứ? Ta mang tiền đến cho các ngươi đi. Ê, ngươi luyện đánh hả? Được, được, được. Đánh, đánh, đánh đi, đánh. Đánh một cái trả 3 đồng á. Đá một cái trả 5 đồng. Không đánh mà cũng có tiền. Ngươi có làm không? Không đánh mà không cũng có tiền hả? Mà cũng có tiền. Có chuyện tốt vậy sao? Qua đây, ta nói cho biết. Ngươi làm theo lời của ta, ta sẽ cho ngươi bạc đủ ngươi xài trong 1 năm. Thấy thế nào? Thật có chuyện tốt vậy sao? Tiểu Lục, Tiểu Ngũ, 1 năm ta không cần dự đoàn nữa. Không cần dự đoàn, chúng ta làm gì? Nè, thả ta ra, thả ta ra đi. Thiếu gia à, cậu đừng có phí sức nữa. Lão gia đã giao phó, tôi đâu có dám làm trái lời. Chờ đến ngày đại hỷ hôm đó, tự nhiên sẽ thả cậu ra thôi. Bây giờ thực sự là không được đâu mà. Hả? Ngươi, Phú Quốc đâu? Phú Quốc, Phú Quốc ơi. Dạ, Huynh. Đây làm cái gì vậy? Công thức ta bị nhốt ở đây sao? Mau tìm cách gì để cho ta ra ngoài đi. Chuyện này không được đâu. Đệ nói thiệt cho Huynh biết nha. Cha của đệ chính vì sợ Huynh đi xuất gia tu đạo, cho nên mới kêu đệ đến đây canh chừng Huynh đó. Đệ, bây giờ ra nông nỗi này đệ cũng hết cách. Tôi đệ đồng tình với Huynh, nhưng mà cũng không thể thả Huynh ra. Vô dụng, vô dụng. Ê Huynh đừng giận mà. Huynh à, đừng như vậy mà. Vô dụng. Huynh đừng như vậy mà. Huynh cứ ở đó đi, chờ đến ngày kết hôn thì được rồi. Kinh Kim Cang. Huynh. Huynh còn coi nữa hả? Đệ đang ngủ, đệ không thấy gì hết. Cha, hôn sự của tiểu muội và Tiêu công tử không thể qua lo như vậy là xong được. Hả?
qua loa cái gì, bà Mai đã nói chuyện tuổi tác cũng hợp. Nhưng con nghe nói Tiêu Cổ Nham có ý định đi xuất gia tu đạo. Cái gì? Tại sao con không nói sớm chứ? Con cũng vừa mới nghe thấy thôi cha. Cha nghĩ nếu thật sự tiểu muội gả cho họ Tiêu, nhưng mà Cổ Nham lại đi xuất gia tu đạo, như vậy chẳng phải là hại một đời của tiểu muội sao? Cũng có lý. Nhưng mà cha đã hứa với người ta rồi, nói xuất gia cũng chỉ là ý định thôi. Lỡ sau này nó thật sự xuất gia thì... Cha, con nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên quản lại ngày thành hôn, tìm hiểu rõ vấn đề, sau đó quyết định cũng không muộn. Cha thấy sao? Con ra ngoài đi, để cha suy nghĩ xem. Dạ. Tất cả chuẩn bị đến đâu rồi? À, bẩm lão gia, tất cả đều thuận lợi, chỉ là thời gian hơi gấp thôi. À, vậy thì làm thêm buổi tối, trả thêm tiền công. Thiếu gia sao rồi? Bẩm lão gia, mấy ngày nay không la nữa, vì cô ấy đọc sách, không phân biệt ngày đêm đó. À, đọc sách thì tốt. Dạ. Mang đồ ăn ngon đến cho nó. Lão gia yên tâm. Lão gia, lão gia. Gì vậy? Hả? Sao lại có thể như thế được chứ? Chúng ta đã đưa thiệp mời rồi, không nói nguyên nhân gì sao? Chỉ nói là Đàm tiểu thư đột nhiên bị bệnh, thêm vào đó đồ hóa trang nhất thời chuẩn bị không đủ. Một tiểu cô nương năng động hoạt bát sao lại có thể bị bệnh nặng được chứ? Đây là chúng ta cưới hai nàng dâu cùng một lúc, không phân trước sau. Nếu ông ấy kéo dài thì hôn lễ phải làm sao đây? Không được. Tôi cũng nói với quản gia phủ Đàm như vậy, nhưng mà ông ta nói đó là ý của Đàm lão gia, ông ta không biết gì hết. Bây giờ ta sẽ đến phủ Đàm đây. Lão gia ngài đích thân đi hả? Có gì mà không được chứ? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Để tôi ra ngoài xem. Mấy người là ai vậy? Lão gia, lão gia quan ức quá. Điền tiểu thư hẹn hò với người nào đó trong rừng mấy bữa trước đó, vô tình đã bị tôi bắt gặp. Mà tôi không hề nói, sẽ đi nói cho người khác biết. Nhưng mà không ngờ tới tiểu tử đó đánh cho tôi một trận. Ngài nghĩ coi tôi có bị quan ức hay không chứ? Đã quan ứng rồi mà còn ăn đòn nữa. Tôi quan ứng quá bà lão gia. Người đâu? Bắt tên lưu dân này lại cho ta. Tôi quan ứng quá bà lão gia. Tôi nói thiệt mà. Tôi thấy tiểu thư vậy đó. Lão già bớt giận. Tôi nghĩ chuyện này sau lưng chắc chắn có người xúi dục. Mấy năm nay ta không hề đắc tội với ai. Ai là người hận thù với Tiêu Ngọc Đường ta chứ? Chuyện này ngươi dò hỏi thử xem sao. Tiêu đời sao lại xảy ra cùng một lúc vậy không biết nữa. Có việc đồi bại phong tục như vậy không? Hôm nay con nhất định phải nói cho ta biết. Cha, cha rất hiểu về tính tình của con. Sao cha lại không tin tưởng con chứ? Bây giờ tiếng tăm đã đồn khắp thành Tuyền Châu, con nghĩ ta cắt cái mặt này dục ở đâu? Có câu không gió thì không có sóng. Đúng. Ba phụ, ba phụ nói đúng. Không gió thì không có sóng. Con có thể làm chứng. Nghe anh, đúng là có chuyện này. Đàm sĩ Kỳ Quỳnh, Quỳnh không được nói bậy. Ba phụ, con không hề nói bậy. Người mà Nga Anh hẹn chính là con. Đàm sĩ Kỳ Quỳnh. Nga Anh, ta đã hứa là sẽ cưới muội. Đàm sĩ Kỳ, ngươi cũng biết con gái ta đang chờ đến ngày cưới. Sao ngươi có thể? Ba phụ, từ nhỏ con và Nga Anh đã kháng khích bên nhau, cô ấy đã đồng ý lấy con lâu rồi. Hỗn lâu, con đã làm một việc ô nhục gia môn. Con biểu ta phải sống làm sao ở thành Tuyền Châu đây? Ta... Đây không phải là sự thật. Đàm sĩ Kỳ à, xin huynh mau nói đây đi. Đây là sự thật. Đây không phải là sự thật. Hãy nhận đi. Muội hãy nhận đi mà. Đây không phải là sự thật đâu mà. Bãi hoại môn phong. Ta đánh ba phụ con. À, muốn đánh thì đánh con đi. Ba phụ, sự việc như vậy, con chỉ xin ba phụ cho phép con dẫn Nga Anh đi khỏi Tuyền Châu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. T-
Ta... Đây không phải là sự thật. Tạp sĩ Kỳ à, xin huynh mau nói đây đi. Đây là sự thật. Đây không phải là sự thật nữa chứ. Muốn hãy nhận đi mà. Đây không phải là sự thật đâu mà. Bãi quại môn phong. Ta đánh con. Bá phụ à, muốn đánh thì đánh con đi. Bá phụ, sự việc như vậy, con chỉ xin bá phụ cho phép con dẫn anh đi khỏi Tuyền Châu. Trốn đi. Trốn đi. Họ Điền ta chẳng thà không có đứa con này. Đạp sĩ Kỳ, tại sao huynh lại hủy sự trong sạch của tôi? Nghe anh, bởi vì huynh yêu muội. Huynh đúng là độc ác mà. Nghe anh, mọi người huynh nói đã. Cha lẹ lên. Tiêu lão gia đến. Trời ơi, con gái ngoan, con vào phòng tránh mặt một chút đi. Tại sao phải tránh? Con muốn gặp mặt Tiêu bác phụ. Chút nữa cha nói chuyện với con mà, mau đi đi. Mời Tiêu đại nhân. Đàm đại nhân. Tiêu đại nhân hôm nay sao rảnh vậy? Chuyện hôn nhân đại sự của con cái là cha mẹ không rảnh cũng chẳng xong. Mời ngồi, mời ngồi. Dân trà. Tôi nghe nói con dâu tương lai của tôi bị bệnh, cho nên đến thăm một chút mà. Đúng vậy, đúng vậy. Nó bị bệnh nằm liệt giường, không dậy nổi nữa. Ai nói con bị bệnh? Thì bác phụ. Tử A Đầu đây, chẳng phải con vừa nằm trên giường sao? Dạ, nhưng mà bây giờ con khỏe rồi. Tiêu bá phụ, cổ nhâm huynh có khỏe không? Nên kêu là cha cho rồi. Cổ nhâm rất khỏe, nó đang lo công việc cưới sinh của tụi con đó. Tiêu bá phụ, nhiều năm rồi con không gặp cổ nhâm huynh, con rất nhớ huynh ấy. Nhưng mà đều là lỗi của cha con, cha con không cho con ra ngoài. Tử A Đầu này thì là không biết mắc cỡ mà. Có một đứa con dâu vô tư hiền hậu như vậy là phước của cổ nham đó. Không hiểu phép tắc gì cả, ra hậu viện nói chuyện với mẹ con đi. Thì bá phụ tự nhiên nha. Công dấu gì Tiêu đại nhân, tôi lo đứa nhỏ này vô tư hiền hậu. Ngài sợ gả nó cho con tôi nên không yên tâm chứ gì. Không phải như vậy, chúng ta vào thẳng sự việc nha. Tôi nghe nói cổ nhàm có ý định muốn xuất gia. Thì ra đàm đại nhân vì chuyện này. Tuổi trẻ không mà, ý niệm gì chẳng có. Con trai của tôi hiểu rất rõ. Chẳng lẽ đàm đại nhân thà tin những tin đồn chứ không tin Tiêu mẫu tôi sao? Cùng làm quan ở Phúc Kiết lâu năm như vậy rồi, đương nhiên tôi tin tưởng ngài. Nhưng mà... Tôi thấy việc này không nên từ chối nữa. Bằng không tôi và ngài đều mất mặt trước các đồng sự của mình đó. Đúng vậy, đúng vậy. Xin đừng bỏ qua ngày lành tháng tốt. Ngày mùng 8 hôm đó, đội ngũ rước dâu sẽ đến đúng giờ. Đàm đại nhân không đến nỗi bắt tôi phải khiêng kiệu không về chứ. Vậy... tôi sẽ cáo từ. Tiêu đại nhân, để tôi suy nghĩ xem. Để tôi suy nghĩ xem. Ai vậy? Đề nghị là ai? Hả? Sĩ Kỳ huynh. Mấy năm không gặp, đệ vẫn tham ngủ như vậy sao? À nè, cổ nham đâu? Sao không thấy huynh ấy? Thấy huynh không phải người ngoài, để đệ nói cho huynh biết. Cổ nham huynh bị nhốt trong thư phòng kìa. Tại sao vậy? Chẳng phải huynh ấy sắp kết hôn làm tân lang rồi sao? Đệ cũng nghĩ như vậy đó. Nè, đệ nói huynh nghe, huynh không được nói với ai khác. Với huynh mà đệ còn... Nè, cổ nhâm huynh muốn xuất gia tu đạo đó. Bác em sợ huynh ấy trốn cho nên mới... Huynh hiểu chưa?
Để cứ tưởng lời nói của huynh ấy là thật. Huynh ấy thật sự có thể xuất gia tu đạo sao? Huynh ấy chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà Phú Quốc, để coi, huynh ấy bị nhốt một mình trong thư phòng không kể ngày đêm, thì tội nghiệp biết bao. Đệ cũng nghĩ như vậy á, nhưng mà người ta... Phú Quốc, đệ nghĩ ba chúng ta được coi là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn không? Không cần phải nói. Là bạn thì có nên giúp đỡ lẫn nhau không? Huynh cảm thấy phải nên cứu huynh ấy ra. Cứu bằng cách nào chứ? Bá của đệ ngày nào cũng kêu người theo dõi huynh ấy. Chuyện này có thể làm khó huynh đệ chúng ta sao? Đệ là ai? Đệ là thần cung thủ. Còn huynh là ai? Huynh là phách lịch quyền. Cứu một người huynh đệ mình dễ như trở bàn tay. Phải rồi, nhớ lại ngày xưa lúc ba đứa mình đại náo trường học, khi đó thật là oai phong đó ha. Tả tiên phong. Có. Giờ tí đêm nay trong ngoài phối hợp. Dạ. Lão già, lão già ơi, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Thiếu gia trốn mất rồi. Cái gì? Đêm qua có hai người bịt mặt trói giữ gia đình rồi thả thiếu gia. Hỗn lao. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Nếu như ngài không hứa nhận con làm đệ tử, con sẽ không đứng dậy. Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi, nhân duyên xuất gia của con vẫn chưa đến. Phàm mọi việc không thể miễn cưỡng. Nếu con không đứng dậy mà muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đi. Ta nghĩ là một chút nữa người nhà của con sẽ đến thôi. Các người chờ ở đây. Dạ, dạ. Tiêu đại nhân. Đại sư A Di Đà Phật. Mời. Túc đại nhân đích thân quan lâm. Ngôi chùa nghèo này ánh sáng chói rực, chắc hẳn là chuyện rất lớn. Đại sư thật là cao tăng đắc đạo, nhìn qua là biết được nỗi niềm của Tiêu mẫu. Còn nhỏ tuổi trẻ không hiểu. Mở gút phải cần người cột gút. Thực ra Tiêu công tử đã nói chuyện với bần tăng rất lâu, nhưng bây giờ á, cậu ấy đã đi rồi. Đi rồi à? Tiêu đại nhân nếu không tin bần tăng thì hãy vào trong phòng nhìn xem. Lời của đại sư lão phu há không tin sao? Nhưng không biết con của lão nó lại đi đâu rồi à? Chắc là đi đến nơi mà nó muốn đến. Tiêu đại nhân chắc hẳn rõ hơn bần tăng. Hiểu con không ai bằng cha. À, vậy thì không làm phiền đại sư nữa. Lão phu cáo từ. Duyên sinh duyên diệt, tự nhiên mà thành. Có thể giữ được thân của người ta, nhưng chưa chắc đã giữ được tâm của họ. Cha. Sao mẹ con thật là vất vả, 13 tuổi về làm dâu nhà họ Tiêu, đã cùng cha trôi dạt đó đây 20 năm, chẳng được mấy ngày có cuộc sống an lành. Cuộc đời vốn là bể khổ, đêm dài mênh mông, chu thủy vô chung. Hơn 40 tuổi rồi vẫn chưa có con, giống như một cục đá lớn đã đè lên trên ngực của mẹ con, khiến mẹ con không sao thở nổi. Hơn 20 năm mẹ con nghĩ, mẹ con mơ cũng chỉ có việc này. Hàng năm Tết Trung Thu hầu như đều đến điện Quan Âm thắp nhang cầu xin Bồ Tát. Cha còn nhớ tiết Trung Thu năm đó, ông trời mưa mãi không ngừng. Cha nói với mẹ con,
năm nay đừng đi. Nhưng mà mẹ con vẫn cố ý muốn đi. Đừng đi, bùn đất trơn trượt, không biết té lên té xuống bao nhiêu lần. Đi đến cửa điện Quan Âm, mẹ con đã thành một người toàn bùn đất. Có thể lòng thành của mẹ con đã khiến Quan Âm cảm động. Đến mùa xuân năm sau thì mẹ con đã mang bầu con. Sau khi mẹ con biết mình đã có bầu, lúc nào bà ấy cũng tươi cười. Suốt ngày mẹ con xoa bụng mình, đọc thơ đường, đàn tranh cổ. Đàn tranh cổ mẹ con đàn để độ xuất thần nhập hóa. Bà ấy còn nói: trời, sau khi con trai ra đời, mẹ con đích thân dạy con học hành, đánh đàn, phải khiến nó trở thành niềm kiêu hãnh của họ Tiêu chúng ta. Ta hỏi mẹ con, sao bà lại khẳng định là con trai như vậy? Mẹ con nói: Bồ Tát cảm hóa là muốn nó tiếp tục lo việc hương khói cho nhà họ Tiêu của chúng ta. Cha, cha đừng nói nữa. Nhân sanh như mộng, thế sự vô thường, sinh lão bệnh tử như bóng theo hình, không ai có thể tránh khỏi. Sinh lão bệnh tử mẹ con không thoát được, cha con sau này cũng không thể tránh khỏi. Bây giờ con muốn thoát ra đúng không? Con là do mẹ con dùng sự sống của mình mà đổi lại. Con là tất cả niềm hy vọng và gửi gắm của mẹ. Bây giờ con muốn xuất gia. Con đi nói với mẹ con đi. Dạ. Con nói con muốn bỏ lại lão phụ thân, bỏ lại hai người vợ sắp cưới để đi xuất gia tu đạo. Con nói con muốn mình không làm tròn hiếu đạo, khiến cho họ Tiêu tuyệt tử tuyệt hậu. Con nói con muốn cha con trở thành sự sĩ giả của thành Tuyệt Châu này. Con nói đi. Được, con không nói thì cha nói vậy. Phu nhân, Tiêu Ngọc Đường tôi không dạy được con, nên đã khiến nó có ý tưởng ly trần xuất gia. Bà đã đi rồi, con trai cũng muốn đi nữa, còn lại một mình lão già ta, còn tham thú cái gì nữa? Chi bằng cũng theo bà đi luôn cho rồi. Bà ơi, hãy đợi ta. Cha, hãy đợi cha ta. Cha đừng như vậy mà. Con không xuất gia đâu. Con không xuất gia nữa. Con không xuất gia nữa được chưa? Con. No.
Nam mô A Di Đà Phật.